Em xin kính chào toàn thể các bác. Dạ vâng, hôm nay em xin được giao lưu và giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ đang nằm ở chính giữa màn hình của các bác, thuộc đời Odo 360, 10 gông 10 búa và chơi được hai bản nhạc. Đó là bản nhạc gai huyền thoại Kalium và với bản nhạc truyền thống Westminster, điểm chuông kép bính bong, mang mã số là D175, chiều cao là 76 và chiều rộng là 40. Một thiết kế dáng thùng dài với những cái họa tiết hai bên con công và phượng và được các nghệ nhân chạm đục những cái tổ chim rất là ý nghĩa các bác ạ. Và bên dưới được chạm đục hai bông hoa hướng dương rất là đối xứng nhau. Và với cái lớp vân nu và với tông màu sắc của em nó thì cực kỳ nổi bật cho không gian phòng khách nhà các bác. Bên dưới là tấm kính rào mảnh vắt cạnh, điểm nhấn là tay nắm. Và bộ mặt trung tâm số nổi trên cài cao cấp mạ chrome. Chiếc đồng hồ Odo 360 với thiết kế dáng thùng công phượng này với giá cả bình dân hợp lý cho các bác chơi và thỏa mãn cái niềm đam mê. Nhắc tới thương hiệu Odo 36 thì luôn được các bác luôn sưu tầm và muốn săn lùng bởi vì cái chất âm của nó cực kỳ hay và ngân vang và em nó luôn là top đầu trong tất cả các dòng đồng hồ cổ treo tường mà các bác đang muốn chơi và sở hữu phải không ạ? Và chiếc Odo 360 với thiết kế dáng thùng công phượng bên em giao lưu với các bác với giá là 27 triệu các bác nhé. Và chiếc Odo 360 này thì được bên em trực tiếp lên từ Odo 368 zin nguyên bản với giá cả rất là bình dân hợp lý nhưng bên em luôn đảm bảo chất lượng và bảo hành đầy đủ cho các bác yên tâm chơi. Và bộ máy này em đã theo dõi và cân chỉnh máy hoạt động chạy rất là ổn định rồi. Và bên em cam kết bảo hành với các bác là 3 ổ cót zin nguyên bản và chạy đủ tuần cho các bác yên tâm chơi và sử dụng. Và bây giờ em mời các bác cùng em sát gần lại sản phẩm và cùng ngắm cái vẻ đẹp của một chiếc thùng công phượng các bác nhé. Đây, một thiết kế được các nghệ nhân chạm đục hai bên con công và phượng. Và em sẽ soi gần cho các bác cùng ngắm nhìn kỹ những cái đường nét được các nghệ nhân chạm đục hoa văn đây các bác ơi. Hai bên con công và phượng và một tổ chim ở bên giữa rất là ý nghĩa các bác nhé. Bộ mặt trung tâm số nổi chân cài cao cấp mạ chrome và với một cái lớp vân nu thì nổi bật lên cực là sang trọng các bác ạ. Vâng, một thiết kế dáng thùng công phượng với chiều dài là 76cm và chiều rộng là 40. Bên trong là một chất liệu gỗ thịt rất là chắc chắn và lịch nạc. Bên trong nó có đầy đủ cả hai bên chống tường đây các bác này. Quả lắc bóng loáng thì nóc đây, bộ mặt trung tâm số nổi chân cài cao cấp. Và điểm quan trọng nhất vẫn là âm thanh. Và bây giờ em mời các bác cùng nghe cái bản gai huyền thoại của chiếc Odo 360 này. Vâng, với bản nhạc ngân nga vang vọng và em sẽ chuyển sang cái bản nhạc Westminster, bản nhạc truyền thống cho các bác cùng thưởng thức hai cái chất âm.
Vâng, hai bản nhạc ngân nga, chuẩn nhịp phải không ạ? Và em sẽ cùng rút máy giới thiệu về những cái kỹ thuật và những cái chất lượng của bên em các bác ạ. Và các bác luôn theo dõi kênh đồng hồ cổ Giang Hằng bên em. Và trong những video thì em cũng có giới thiệu với các bác về cái phần kỹ thuật bên em làm. Và em luôn đảm bảo cái chất lượng và bảo hành đầy đủ cho các bác yên tâm chơi. Vâng, bộ mặt số nổi chân cài cao cấp bên em cũng tuyển chọn chất lượng nhất để giao lưu với các bác. Và đi kèm bên trong là chuẩn một bộ máy Odo 36 các bác nhé. Một bộ máy vàng ươm, ba vách đều màu nhau và nó còn đầy đủ sơ ly thông số 36 đây các bác nhé. Và chuyện của Odo 36 10 đây ạ, chuyện Odo. Và các bác cùng ngắm nhìn cho em từ những cái đầu trục này nó còn tròn tít, không có tu rồi. Em đảm bảo và cam kết với các bác là máy không có tu dồn các bác nhé. Và cơ cấu hệ thống bánh răng nổi cót bên trong máy đều là nguyên bản. Vâng. Và các bác cứ yên tâm chơi và sử dụng máy 8 và máy 10 nó hoàn toàn hệ thống đúng như nhau các bác nhé. Và ba ổ cót cũng thế, ba ổ cót zin nguyên bản đúng như là máy 10 và cam kết với các bác là cót zin chạy đủ tuần cho các bác yên tâm chơi. Và về phần kỹ thuật thì bên em đã lên cái bính lên điểm giờ này và thêm vào chỗ bộ phận của lô gai này thôi các bác nhé. Còn tất cả hệ thống bánh răng nổi cót của nó đều giữ nguyên bản. Cho nên các bác cứ yên tâm sở hữu chơi những chiếc Odo 360 này. Và với cái kỹ thuật kinh nghiệm của bên em thì em luôn đảm bảo cái chất lượng và bảo hành đầy đủ cho các bác. Và từ những bộ gom ba, bộ gông của M này cũng là chính bên em cắt tông và chỉnh âm. Và bên em luôn tuyển chọn những cái chất lượng và luôn đảm bảo uy tín cho các bác yên tâm chơi và sử dụng. Và cũng được rất nhiều các bác đã quan tâm và ủng hộ kênh đồng hồ cổ Giang Hằng bên em. Và các bác có về trực tiếp bên em để cùng nhìn kỹ những cái chất lượng và những cái kỹ thuật của bên em làm rồi. Cho nên là các bác cứ yên tâm chơi. Và những video em cũng có lên giới thiệu với các bác để các bác yên tâm về cái phần kỹ thuật là trực tiếp bên em làm các bác nhé. Và các bác quan tâm đến chiếc đồng hồ Odo 360 này thì các bác có thể liên hệ cho em qua số máy 0355 005 943 và cũng là số Zalo bên em. Và đến đây em xin được kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác.